Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 2, kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 74, ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng. Bài số 1, robot cắt giấy màu được các hình gồm là hình vuông, hình tròn, hình tam giác, rồi trang trí lên cây như hình vẽ. Rồi, trang trí lên đây. Thì trong này thì chúng ta sẽ có là gì đây? Hình tròn này có màu xanh và màu vàng, hình vuông cũng có màu xanh và màu vàng, rồi hình tam giác, như vậy chúng ta sẽ có là ba loại: hình vuông, hình tròn và hình tam giác. Câu A, người ta yêu cầu là đếm số hình vuông, đếm số hình tròn, rồi đếm số hình tam giác. Như vậy là cái câu A này người ta họ không phân biệt là cái hình tam giác, hình vuông này là màu gì, người ta họ nói là đếm chung vô, được không? Còn câu B thì người ta họ yêu cầu là đếm riêng ra màu màu đỏ, rồi màu vàng ra, rồi câu C thì người ta yêu cầu là hình màu vàng là hình tròn là màu vàng là bao nhiêu, được không? Rồi màu xanh hình tam giác là bao nhiêu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đếm chung vô cái câu A là đếm chung vô hình vuông là bao nhiêu hình vuông đây. Hình vuông là 1 nè, 2 3 4 5 6 7. Rồi như vậy thì 8, đếm kỹ không sai. 8. Rồi chúng ta tạm thời chúng ta xem như vậy, lát nữa mà nếu như có thiếu chưa đếm cái nào thì chúng ta bổ sung ha. Như vậy là chúng ta mới vừa đếm xong là 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái hình vuông. Rồi hình tròn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Như vậy là 11 cái hình tròn. Rồi hình tam giác. 1 2 3 4 5 6. 6 hình tam giác. Rồi chúng ta xem lại coi cái hình nào mà chúng ta chưa gặp không? Cái hình nào mà chưa gặp thì chúng ta chưa đếm. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại, chúng ta sẽ đếm hết tất cả cái hình này. Rồi chúng ta cộng với ở dưới này, chúng ta cộng hết lại coi có đúng hay không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Rồi cái này chúng ta cộng này thử xem. 8, 9, 9, 6, 15, 5 x 1 là 25. À, 3 cái này cộng lại là 25. Rồi tương ứng ở trên nó là 25. Chúng ta qua B. Hình màu đỏ. Trong này hình màu đỏ thì người ta họ ghép chung vô. Chứ người ta họ không phân biệt là hình tam giác hay là hình tròn. Rồi, vậy cứ hình đỏ thì chúng ta đếm. Rồi. Đỏ nè. 1 nè. 2 nè. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy là 9 đỏ. Hình màu vàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình màu vàng. Rồi màu xanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hình màu xanh. Rồi câu C. Hình vuông màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đếm hình vuông màu đỏ. Hình vuông màu đỏ phải không? 1 nè. 2 nè. 3 nè. Có 3. Hình tròn màu vàng. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Hình tròn màu vàng có 3. Hình tam giác màu xanh. Hình tam giác màu xanh. Màu xanh. Màu xanh trong này không có.
Tam giác màu xanh là không có, toàn là tam giác màu đỏ không à. Màu xanh hình tròn, hình tròn, hình tròn, hình tròn, hình vuông. Như vậy hình tam giác màu xanh thì không có cái nào hết. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Cho biểu đồ về số quả cam, quả táo, quả xoài ở một cửa hàng bán hoa quả trong chợ. Số quả cam, quả táo, quả xoài ở một cửa hàng. Quả cam. Chúng ta xem cái ghi chú này, ghi chú mỗi cái bịch này là 10 quả, còn mỗi cái chấm tròn này là một quả. Đây, cái bịch này là 10 quả này, cái này là 10 này, cái này là 10. Đó. 10, 20, 30, như vậy riêng cái ba bịch này là 30 quả. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Như vậy là quả cam thì chúng ta sẽ có là 36 quả. À, 36. Quả táo 10, 20, 30, 40, 50. 50 quả táo không có trái trái lẻ nào hết. À, táo là 50. 10, 20, 30, 40. 41, 42, xoài là 40, 12. Câu B. Chọn câu trả lời đúng, loại quả cao, loại quả nào là nhiều nhất? Vậy trong này thì chúng ta thấy là con số 50 là con số lớn nhất, là táo. À, táo là nhiều nhất. Quả nào là ít nhất? Trong này là cam có 36 mà. Cam là ít nhất. Câu B, à, câu A. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Nam cho hai quả bóng xanh và một quả bóng đỏ vào hộp. À, bỏ vào đây. Hai quả bóng xanh và một quả đỏ vào đây. Không nhìn vào hộp, robot lái ra hai quả bóng, chọn khả năng xảy ra trong mỗi hộp trong mỗi trường hợp sau. Như vậy trong này là hai quả xanh. À, hai quả xanh và một quả đỏ. Đấy. Bây giờ là lấy ra hai quả mà nhưng mà không nhìn nha. Cả hai quả lấy ra đều là bóng xanh. Như vậy là chúng ta sẽ chọn là chắc chắn, không thể hay là có thể. Như vậy chỗ này thì lấy ra hai quả chắc chắn thì không phải. Đó, tại vì trong này là có ba quả mà có quả đỏ trong này. À, trong này là không thể là không được. Trong này có thể là à, này là có thể, chúng ta có thể là lái ra được là hai quả xanh có thể. Còn chắc chắn là khẳng định này là không được, không được. Rồi. Còn không thể là không được, tại vì trong này nó có hai quả xanh trong này mà. Rồi. Cả hai quả lái ra đều là bóng đỏ, không được. Tại vì trong này có một quả bóng đỏ à. Làm sao ra được quả nữa? Chỉ có một quả thì chúng ta cố gắng lắm thì chúng ta sẽ bóc được một quả đỏ thôi, chứ lấy đâu ra hai quả đỏ. Được. Như vậy là không thể. Trong hai quả đó lấy ra có ít nhất là một quả quả xanh. Như vậy là chắc chắn. Tại vì trong này là ba quả mà chúng ta lấy ra hai quả. Nếu giả sử quả đầu này là quả đỏ thì còn lại một quả nữa thì bắt buộc quả xanh thôi chứ đi đâu nữa, đúng không? Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.